khi chúng ta đặt trái tim vào nhau, hạnh phúc sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống. Trong tình yêu và hôn nhân, không có gì quý giá hơn việc hiểu biết, chia sẻ và đồng cảm với nhau. Đó là những cột mốc quan trọng, là nền tảng vững chắc giúp mối quan hệ phát triển và trưởng thành. Hiểu biết, đầu tiên và quan trọng nhất, là khả năng thấu hiểu những suy nghĩ, cảm xúc và nhu cầu của đối phương. Khi chúng ta hiểu rõ hơn về nhau, chúng ta có thể xây dựng một cầu nối vững chắc, gắn kết hai trái tim lại gần nhau hơn. Chia sẻ là điều không thể thiếu trong một mối quan hệ đầy yêu thương. Bằng cách chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và những khao khát, chúng ta không chỉ tạo ra sự gắn kết mạnh mẽ hơn mà còn giúp cho tình yêu và sự tôn trọng giữa hai người ngày càng sâu sắc. Đồng cảm là khả năng cảm nhận và cảm thông với những điều mà đối phương đang trải qua. Khi chúng ta có khả năng đồng cảm, chúng ta có thể chia sẻ niềm vui và đau buồn cùng nhau, tạo ra một không gian ấm áp cho tình yêu phát triển. Hy sinh là điều cần thiết để nuôi dưỡng tình yêu và hôn nhân. Khi chúng ta sẵn lòng hy sinh cho người mình yêu thương, chúng ta chứng tỏ sự quan tâm và tôn trọng. Những hành động nhỏ nhặt nhưng chân thành và tử tế có thể tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ và làm cho hạnh phúc luôn ở bên cạnh chúng ta. Trong lòng mỗi người, hạnh phúc không chỉ đơn thuần là sự mãn nguyện về vật chất, mà còn là sự thấu hiểu, chia sẻ và hy sinh cho người mình yêu. Có một cặp vợ chồng trẻ đang sống vô cùng hạnh phúc, người vợ rất xinh đẹp và người chồng rất mực yêu thương vợ mình. Một thời gian sau, trong khi người chồng đi làm việc xa, người vợ tình cờ phát hiện ra mình đang bị một căn bệnh da kỳ lạ. Những đốm đỏ nổi lên từ vai rồi nhanh chóng lan ra khắp mặt mũi toàn thân. Cô lập tức đến gặp nhiều bác sĩ, nhưng họ cho biết căn bệnh này cực kỳ hiếm và cũng không có cách chữa trị. Người vợ xinh đẹp vô cùng đau khổ, khuôn mặt cô đã trở nên xấu xí nhanh chóng. Cô nghĩ mình sẽ mất tình thu ông yêu từ chồng và cuộc đời cô kể như chấm hết. Rồi cô nhận được hung tin, xe của chồng cô gặp tai nạn khi anh đang làm việc xa nhà, và anh vẫn còn hôn mê sau nhiều ngày cấp cứu. Khi anh hồi tỉnh, cô cũng được các bác sĩ báo tin đôi mắt anh đã mù vĩnh viễn. Người chồng mù trở về, và dĩ nhiên, anh không nhìn thấy sự thay đổi của vợ. Anh vẫn một mực yêu thu ông vợ như ngày nào, và dĩ nhiên cô cũng yêu anh không thể nói hết. Người vợ vẫn thường dắt chồng đi dạo trong thị trấn, cô quàng chặt tay anh và người chồng mù đeo cặp kính đen dùng chiếc gậy dò đường vừa đi vừa trò chuyện hạnh phúc. Ít lâu sau, người vợ trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống đất, cô đã không qua khỏi vì vết chấn thương ở đầu quá nặng. Người chồng đau khổ tột cùng trong ngày đưa tang vợ, khiến cư dân trong thị trấn không khỏi xót thương. Khi tang lễ chấm dứt, một người hàng xóm hỏi anh dự định thế nào trong những ngày sắp tới. Người chồng mù cho biết anh sẽ đi xa khỏi thị trấn này, nơi luôn gợi anh nhớ lại người vợ yêu thương cùng những tháng ngày hạnh phúc. Một người khác hỏi, anh đi đâu bây giờ khi không nhìn thấy gì cả, và biết làm gì khi không còn vợ bên cạnh như trước đây? Người chồng mù từ từ tháo cặp kính đen ra và chậm rãi trả lời, tôi chưa bao giờ mù, nhưng tôi luôn giả vờ mù trong những năm qua. Bởi vì nếu tôi nhìn thấy tất cả, vợ tôi còn đau đớn hơn căn bệnh quái ác kia đã tàn phá cô ấy. Tôi chỉ muốn vợ mình luôn hạnh phúc. Câu chuyện trên là một bài học về sự hy sinh và tình yêu không điều kiện. Người chồng đã hy sinh niềm vui của bản thân để bảo vệ người vợ khỏi nỗi đau và tổn thương. Thay vì chỉ lo lắng cho bản thân, anh đã chọn làm mọi cách để đảm bảo người vợ được sống trong hạnh phúc và bình yên. Tình yêu thương không chỉ là việc cung cấp cho người khác những điều tốt đẹp, mà còn là việc hy sinh bản thân để bảo vệ và chăm sóc hạnh phúc của họ. Người chồng không quan trọng bản thân mình, mà quan trọng là hạnh phúc của người mình yêu thương. Đó là sức mạnh của tình yêu không điều kiện, một sức mạnh có thể vượt qua mọi thách thức và khó khăn. Và khi chúng ta đặt trái tim vào nhau, hạnh phúc sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống.
Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ. Để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé.